là tốt, không vấn đề gì cả. Thế ông về đây mấy giờ? Chắc khoảng về đây là mấy giờ? Gần 2 giờ. Nhanh nhỉ? Yeah. Đó là lái xe, trước là lái xe con cho ủy ban huyện. Thế bây giờ là kiểu mắt kém rồi. Thì bố ta hút thì bố ta bỏ về xin về hưu. Thế bây giờ thằng con trai thì mới muốn mua cái xe này 140 triệu đấy. Nó hỏi đi cụ thể thế, thế là người đi lái cho nó.